Đến sáng 2 tháng 9, dịch lở mồm long móng đã lan ra hai xã Hiền Thành và Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Đây là huyện thứ 3 tại Quảng Trị bùng phát dịch lở mồm long móng sau hai huyện miền núi là Hướng Hóa và Đắk Rông. Tổng số trâu, bò mắc bệnh 462 con, trong đó chết 13 con, 193 con trâu, bò mắc bệnh đã lành triệu chứng. Hiện Quảng Trị đang tập trung ưu tiên tiêm phòng gia súc tại 3 huyện có dịch, bảo đảm kết thúc trước ngày 10 tháng 9 tới. Các địa phương khác hoàn thành tiêm vaccine trước 15 tháng 9. Bên cạnh đó, các địa phương có dịch đang tập trung nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, khẩn trương tiêm vaccine bao vây ổ dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ trâu bò và siết chặt quản lý giết mổ đối với các loại động vật cảm nhiễm với dịch lở mồm long móng, heo, dê tại các xã trong vùng dịch, đồng thời tạm thời ngừng xuất nhập, nuôi mới gia súc mẫn cảm với lở mồm long móng, trâu, bò, dê, lợn cho đến khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn.